Thì nên biết Đại Bồ Tát này có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và quan sát các pháp, thì khi đó Đại Bồ Tát đối với sắc cho đến thức đều vô sở đắc, không thọ lãnh, không chấp thủ, không an trụ, không đắm trước, cũng không thành lập là sắc uẩn cho đến thức uẩn. Đối với nhãn xứ cho đến ý xứ, đối với sắc xứ cho đến pháp xứ, đối với nhãn giới cho đến ý giới, đối với sắc giới cho đến pháp giới, đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đối với nhãn xúc cho đến ý xúc, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đối với địa giới cho đến thức giới, đối với nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, đối với vô minh cho đến lão tử cũng lại như vậy. Khi ấy Đại Bồ Tát đối với bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa đều vô sở đắc, không thọ lãnh, không chấp thủ, không an trụ, không đắm trước, cũng không thành lập là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Đối với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đối với thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo, đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đối với tám giải thoát, chín định thứ đệ, đối với pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, đối với tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, đối với cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, đối với mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, đối với các đại Bồ Tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đối với cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng lại như vậy. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì khi Đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thấy sắc uẩn cho đến thức uẩn, như vậy cho đến không thấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tánh không của sắc không sanh không diệt, tánh không của thọ tưởng hành thức cũng không sanh không diệt. Như vậy cho đến tánh không của trí nhất thiết không sanh không diệt, tánh không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, sắc không sanh không diệt, tức chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, tức chẳng phải thọ tưởng hành thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết không sanh không diệt, tức chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh không diệt, tức chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì sắc cho đến thức cũng không sanh không diệt, cũng không hai, không hai phần. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không sanh không diệt, cũng không hai, không hai phần. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì pháp không sanh không diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên sắc cho đến thức không sanh không diệt, tức chẳng phải sắc cho đến thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh không diệt, tức chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, sắc không hai, tức chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành thức không hai, tức chẳng phải thọ tưởng hành thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết không hai, tức chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, tức chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, sắc thuộc về pháp không hai, thọ tưởng hành thức thuộc về pháp không hai, nên gọi là sắc cho đến thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết thuộc về pháp không hai, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thuộc về pháp không hai, nên gọi là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ thiện hiện: Theo lời tôn giả nói, nếu khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì quan sát các pháp. Vậy thế nào là Đại Bồ Tát? Thế nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Thế nào là quan sát các pháp? Thiện hiện đáp, theo lời tôn giả hỏi,
Sao gọi là Đại Bồ Tát? Xá lợi tử vì muốn lợi lạc cho các loài hữu tình và cần cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Đầy đủ sự hiểu biết như thật, tuy biết rõ khắp tướng tất cả pháp mà không bị chấp trước nên gọi là Đại Maha Tát. Xá lợi tử hỏi Thiện Hiện, vì sao Đại Bồ Tát đầy đủ sự hiểu biết như thật, tuy biết rõ khắp tướng tất cả pháp nhưng không bị chấp trước? Thiện Hiện đáp, Xá lợi tử, các Đại Bồ Tát tuy như thật biết tướng tất cả sắc mà không bị chấp trước, tuy như thật biết tướng tất cả thọ tưởng hành thức mà không bị chấp trước, như vậy cho đến như thật biết tướng tất cả trí nhất thiết mà không bị chấp trước, tuy như thật biết tướng tất cả trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà không bị chấp trước. Xá lợi tử hỏi, những gì gọi là tướng tất cả pháp? Thiện Hiện đáp, do các tướng trạng của hành được biểu thị như vậy, nên biết các pháp là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, là trong, là ngoài, là hữu lậu, là vô lậu, là hữu vi, là vô vi. Những pháp này gọi là tướng tất cả pháp. Lại nữa, Xá lợi tử, theo lời tôn giả hỏi, sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Xá lợi tử, có trí tuệ thù thắng vi diệu đối với tất cả pháp có thể như thật, hiểu biết sự xa lìa những gì đã viễn ly, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá lợi tử hỏi, ở đây đối với các pháp nào mà có thể viễn ly? Thiện Hiện đáp, ở đây đối với các uẩn, các xứ, các giới, các pháp duyên khởi đều nên viễn ly, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá lợi tử, có trí tuệ thù thắng vi diệu, đối với tất cả pháp có thể như thật hiểu biết sự xa lìa những gì đã đạt được, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá lợi tử hỏi, ở đây đối với pháp nào mà có thể viễn ly những gì đã đạt được? Thiện Hiện đáp, ở đây đối với bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa đều có thể viễn ly những gì đã đạt được, như vậy cho đến đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều có thể viễn ly những gì đã đạt được, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá lợi tử, do nhân duyên này nên tôi nói là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá lợi tử, theo lời tôn giả hỏi, tại sao phải quan sát các pháp? Xá lợi tử, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quan sát sắc cho đến thức, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải vui, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải không, chẳng phải bất không, chẳng phải hữu tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải hữu nguyện, chẳng phải vô nguyện, chẳng phải tịch tĩnh, chẳng phải không tịch tĩnh, chẳng phải xa lìa, chẳng phải không xa lìa. Như vậy cho đến quán sát trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải vui, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải không, chẳng phải bất không, chẳng phải hữu tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải hữu nguyện, chẳng phải vô nguyện, chẳng phải tịch tĩnh, chẳng phải không tịch tĩnh, chẳng phải xa lìa, chẳng phải không xa lìa. Xá lợi tử, đây gọi là quán sát các pháp. Xá lợi tử, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phải nên quán sát các pháp như vậy. Bấy giờ Xá lợi tử hỏi cụ thọ Thiện Hiện, do duyên gì mà tôn giả lại nói sắc cho đến thức không sanh không diệt, tức là chẳng phải sắc cho đến thức, như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh không diệt, tức là chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Thiện Hiện đáp, Xá lợi tử, sắc cho đến thức, sắc cho đến thức là tánh không, trong tánh không này không sanh không diệt, cũng không sắc cho đến thức. Do đó nên nói sắc cho đến thức không sanh không diệt, tức là chẳng phải sắc cho đến thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tánh không, trong tánh không này không sanh không diệt,
cũng không trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Do đó nên nói trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không sanh không diệt, tức là chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Xá Lợi Tử lại hỏi, do duyên gì mà Tôn giả lại nói sắc cho đến thức không hai, tức là chẳng phải sắc cho đến thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, tức là chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, hoặc sắc hoặc không hai, cho đến hoặc thức hoặc không hai. Như vậy cho đến hoặc trí nhất thiết hoặc không hai, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc không hai. Như vậy tất cả chẳng hợp chẳng tan, không sắc vô kiến vô đối nhất tướng gọi là vô tướng. Do nghĩa đó nên tôi nói sắc cho đến thức không hai, tức là chẳng phải sắc cho đến thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, tức là chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Xá Lợi Tử hỏi, do duyên gì mà Tôn giả lại nói sắc cho đến thức thuộc về pháp không hai, nên gọi là sắc cho đến thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thuộc về pháp không hai, nên gọi là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc cho đến thức chẳng khác, không sanh không diệt, không sanh không diệt, chẳng khác sắc cho đến thức. Vậy, sắc cho đến thức tức là không sanh không diệt, không sanh không diệt tức là sắc cho đến thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng khác không sanh không diệt. Không sanh không diệt, chẳng khác trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vậy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là không sanh không diệt. Không sanh không diệt tức là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Do đó tôi nói sắc cho đến thức thuộc về pháp không hai, nên gọi là sắc cho đến thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thuộc về pháp không hai, nên gọi là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Hết quyển thứ 497.